Chào các bác nhá. Đây shop Tân Ánh, chào toàn thể anh em nhá. Giới thiệu với này các bác, mới có một lô hàng mới nhá. Lô thòng bẫy đa năng. Bao nhiêu hôm hết hàng thì hôm nay hàng mới về kịp cho các bác nhá. Lô thòng bẫy đa năng các bác nhá. Cái này gọi là thòng bẫy đa năng thì nó có thể bẫy được cuốc này. Bẫy được bìm bịp, bẫy được chồn đèn, bẫy được đa đa. Thì gọi là thòng bẫy đa năng nhá. Thế còn các bác mua hàng thì cứ liên hệ với lại số điện thoại của shop đây nhá. Ngoài thòng bẫy ra thì bên shop còn cung cấp cả con mồi giả, điển hình như là con cuốc đây, hàng rất là đẹp nhá. Còn con bìm bịp thì hiện tại là bên shop đang hết, chưa có kịp. Đấy, nhu cầu anh em lớn quá chưa có làm kịp con bìm bịp, hiện giờ chỉ còn con cuốc đây. Đấy, các bác mua thòng thì kết hợp mua con mồi giả luôn, là con chim cuốc này nhá. Ở đây tôi xin quay sơ sơ cho các bác xem cái bộ thòng bẫy của bên shop cung cấp nhá. Này, thòng này gọi là bộ thòng khung, thòng khung các bác nhá, bộ thòng khung này, thòng khung này. Chất liệu của cái khung thòng này ấy, là làm bằng thép AC nha các bác nhá. Thép AC là thép nõi dây điện mà hàng chống rỉ ấy. Thế còn dây thòng ấy là bằng dây cước nhá, dây cước Nhật màu đen. Đây tôi nói sơ vậy thôi, sau tôi sẽ làm một cái kỹ thêm. Cái hàng này thì hàng rất là đẹp. Các bác nhìn này, đây là cái mặt trên này, các bác xem 10 khung này, 10 khung buộc dây nó đều nhau chằn chặn luôn. Hàng này làm rất là kỹ, lùng hình khung bẻ vuông góc này, đều nhau như chia luôn. Và cái đai dưỡng này ấy, là bằng miếng gỗ nhá, miếng gỗ được sơn một lớp PU, sơn lớp PU các bác này, có nắng qua một lớp PU để cho chống thấm nước nhá. Đây, đặc biệt là cái thiết kế kiểu tay cầm nhá. Tay cầm này là rất là tinh tế, tay cầm bằng inox luôn. Các bác bằng inox này, có khoét trũng cái viền này, khoét trũng cái viền này để cho các bác nắm tay đây cho được thoải mái nhá. Nắm tay rất là thoải mái và tạo nên cái tính thẩm mỹ cao nhá các bác nhá. Các bác tay cầm bằng inox này, có khoét lõm xuống này. Đây các bác nhìn đây là biết cái hàng này hàng làm rất là kỹ, rất là cầu kỳ. Đây các bác nhìn đây này. Những cái mối liên kết giữa dây thòng và khung ấy là được quấn bằng dây đồng nhé các bác nhé, lưu ý quấn bằng dây đồng. Và các bác nhìn này nó đều nhau chằn chặn luôn. Đấy, rất là đều, rất là đẹp. Là bộ này rất là kỹ càng nhá. Chứ không phải là mối liên kết này quấn bằng cái dây dù dây vải đâu các bác nhé. Dây dù dây vải nó không độ bền, nó không cao. Nó rất dễ là mục, dễ là bục, dễ là xuất cái liên kết giữa cái dây thòng và khung nhá. Đây. Đây nói sơ sơ về bộ thòng này. Đấy, các bác xem này. Cái miếng gỗ giữa này thì khoét bán ngược hai bên. Còn cái này không quan trọng lắm, để qua làm cho nó có tính thẩm mỹ một chút thôi. Quan trọng nhất là vẫn là cái chất lượng của dây thòng. Đây, chất lượng dây thòng. Và cái quy cách này. Thế đây là cái bộ mà tôi đã bỏ cái dây kẹp ở trên này ra nhá. Bỏ cái dây kẹp trên này ra rồi. Các bác xem này. Dây thòng rất là tròn. Tròn vo mà rất là đều nhau nhá. Cái này này. Các bác xem kỹ này. Đấy nhá. Chất liệu của cái này ấy, là chất liệu là cước Nhật các bác nhé, cước Nhật màu đen. Phía dưới này ấy, là có dây dù siêu bền, dây dù siêu bền nối. Và phía cuối ấy, là có khuyên đồng các bác nhé, khuyên đồng. Đây các bác nhìn này, khuyên đồng mà được hàn theo cái công nghệ là công nghệ hàn bạc đây các bác nhé, công nghệ hàn bạc, không phải công nghệ hàn hơi gió đá bình thường đâu, công nghệ hàn bạc, hàng rất là kỹ là đẹp. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Và cái điều đặc biệt ấy của cái dây thòng này ấy, là dây thòng này được đan theo kiểu tết sam nhá các bác nhá, đan theo kiểu tết sam, có nghĩa là đan tết sam như là tết tóc của chị em phụ nữ ấy. Đấy, đan theo kiểu tết sam 4 sợi nhá các bác, 4 sợi, 4 sợi đan tết sam chứ không phải là cái hàng 4 sợi xe tròn đâu. Đấy, cước này là cước đúng tiêu chuẩn cho anh em chơi thòng, một số nơi thì gọi là cước số 8, số này gọi là cước số 4 rồi đấy, nhưng mà nó đúng tiêu chuẩn cho anh em đánh thòng nhá, dùng thòng làm thòng nhá. Đây, cước này là cước màu đen này, cước của Nhật đấy, không phải Nhật, đan theo kiểu tết sam. Và các bác nhìn kỹ này, nhìn kỹ cái mối đan này này, nó rất là dày, là chặt, thì cái độ bền của dây thòng nó cao. Khi các bác đánh mà nó có xoăn hủng gì thì các bác sẽ rất là dễ sửa lại cho nó về cái vị trí cũ nhá, về vị trí cũ định hình như lúc đầu tiên. Thế còn dây thòng xe tròn ấy là các bác đánh nó xoăn thì các bác hơi khó sửa, nó không được đảm bảo. Và nếu mà làm dây thòng xe tròn thì nó rất là nhanh,
Thế còn làm đan theo kiểu như này nó cầu kỳ, nó rất là lâu nhá các bác nhá. Hàng này là hàng kỹ, hàng lâu, làm đẹp thì cái giá thành của nó là sẽ cao đấy các bác ạ nhá. Đây tôi nói trước là giá thành của nó sẽ cao. Ngay đọc cái việc mà đan thòng này, đan dây này mà nó thưa hay nó dày ấy, thì nó đã mất nhiều thời gian, rất là tranh nhau rất nhiều thời gian rồi các bác nhá. Đây đan rất chi là dày, chắc chắn. Cái bộ này ấy, thì bên shop đang cung cấp với cái giá là 700.000 các bác nhá. 700.000 đã bao gồm cước phí chuyển phát nhanh cho các bác về tới nhà nhận hàng, có kiểm tra trước khi trả tiền, có nghĩa là có đồng kiểm hàng ấy. 700 là bao cước phí chuyển phát nhanh. Thế còn trường hợp nào mà các bác mà tung tắc thời gian, không muốn nhận nhanh, nhận từ từ ấy, yêu cầu chuyển phát chậm ấy, thì cái giá thành nó sẽ có giảm xuống được nhá. Thì lúc đấy là các bác trao đổi trực tiếp với shop. Thế còn đâu đúng ra là cứ 700.000 bao cước chuyển phát nhanh cho các bác nhá. Anh em mua hàng nhiều khi cũng sốt ruột mà muốn nhận nó nhanh. Và cái hàng này là hàng cực đẹp, làm kỹ. Nói chung là hàng này là hàng về dạng khung thòng đa năng ấy, nó là hàng nhất rồi, không có cái nào mà nó đẹp hơn được nữa đâu. Thế nên mà cái hàng này là giá nó hơi cao, các bác không phải thắc mắc nhiều nhá. Tại vì một số đơn vị khác thì có thòng giá 600, 550 cũng có. Nhưng mà bên shop nhà mình thì là làm cái hàng chuẩn nhất, hàng đẹp nhất, cho cung cấp cho anh em thì cái giá thành nó hơi cao một chút, là các bác thông cảm nhé. Tiền nào của đấy, anh em chơi là không những là mua cái bộ tên là bộ hồng, mà mua cái bộ hồng nó phải là chất lượng đẳng cấp, anh em chơi nó mới thỏa cái chí đam mê nhé. Chứ không phải là mua cái thòng, cứ gọi là mua cái tên là thòng đâu. Thòng nó có nhiều loại thòng, có những loại thòng mà nó xấu quá thì các bác bảo là cho không lấy, chứ nói gì đến bán. Thì cái thòng này là hàng khác nhé, hàng cực kỳ là đẹp, rất là kỹ, thì giá nó thành hơi cao. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop đây nhá. Có 4 đầu số dành cho 3 mạng Viettel, Vina và Mobi. Các bác gọi số này không được, các bác gọi số khác. Gọi mà không thấy nghe máy thì các bác đừng sốt ruột, từ từ shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác nhé. Các bác mua thòng còn kết hợp mua thêm chim mồi giả và thêm các loại loa điều khiển nhé, loa điều khiển, loa mồi, bên shop có đủ các loại, hoặc là nụp bẫy kìa, nụp bẫy quốc kìa, mặt hàng rất là đa dạng nhé, hàng gì cũng có. Rồi xin cảm ơn các bác nhé, mong nhận được sự ủng hộ của anh nhé. Các bác theo dõi kênh YouTube rồi vui lòng đăng ký kênh thì còn cập nhật được nhiều những video hay mới, giới thiệu cho các bác về những cái sản phẩm mới dành cho anh em đam mê săn bẫy nhá. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại các bác trong những cái video giới thiệu sản phẩm sau.